là mết Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú anh chị ha. Có cần bao nhiêu không? Mọi người có ai đi toilet đi, đi toilet rồi về nha. Anh Minh đâu? Anh Minh đâu? À, bây giờ thì team máu tím chuẩn bị ra về ha. Bây giờ là 19:49. Cô Nam ơi, cô Nam về chung với tụi con không? Cô Nam về chung với tụi con luôn đúng không? Không, cô đi không đang, cô về sao? Dạ. Cô với cô Thủy về sao? Tụi con về trước nha, chúc dạ. Con vui vẻ nha. Con chúc cô buổi tối vui vẻ. Trong cây mưa không thôi, mấy cô cháu mình giỡn từ hồi nãy giờ rồi. Dạ. Cho con đi xe này về hả? Dạ. Tới xe này không ta? Trời ơi con, đừng có đi làm mai cầu dắt xanh con. Nó té. Trời, rất là trơn trượt luôn. Thì bây giờ mọi người đi, ai đi toilet hiện tiên? Có đi toilet gì không? Quen rồi, quen đó. Phải xe này của mình không? Rồi, tụi con lên xe về vui vẻ nha, cô về xe. Gì? Đâu xe mình đâu, xe người ta mà. Này xe người ta mà anh. Xe người ta mà. Gì vậy anh Thành? Xe mình ngoài cổng kìa. Xe mình ngoài cổng ông ơi. Gì vậy trời? Xe kìa cổng kìa. Đi xe trời. Có nhậu đâu xỉn ông nội ơi. Coi anh Thành vợ. Trời ơi, anh vợ anh đi lộn xe kìa. Ở xe mình đâu, nhảy lên xe ta hả? Bạn bây giờ tập trung lực lượng đi, anh Minh đâu? Bây giờ chụp hình với cô dâu chú rể trái đi. Có chú rể đây nè, cô dâu đâu? Cô chú rể đi, tạm biệt đi. Hai ba cây mưa, đi với 3 giờ chiều đó mà bị hai cây mưa. Tưởng đâu lạc đường cũng chứ. Ăn cháo vịt rồi. Phan phan chờ tập trung lực lượng. Còn thiếu mọi người. Cô vô ăn nữa chút cô về. Cái gì vậy chưa đủ cái lực lượng. Lực lượng này đó. Vì mình rồi chân dài nữa. Là thôi vô chia tay đi ha. Chia tay bị gì? Ủa đi bộ ra hả? Rồi thôi tụi em tạm biệt chị Anh Long nha. Cảm ơn em nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nghe lầu ta xuống luôn. Khán giả khen vậy, khán giả nói là bây giờ biết sao mưa này là về sao hai chồng làm ăn là giàu sang dữ lắm. Cảm ơn khán giả của em nha. Dạ. Không, nói chung là bữa nay là tin mừng với chị đó. Ôi chúc chị đi con dạ. Không chị mừng là tụi dạ. Em cũng được phước theo. Dạ. Rồi. Cái này tin mừng á chị. Thôi tụi em chúc mừng gia đình nha. Khổ với cái này rồi đúng không? Rồi xe đang chạy lai rai vô nha. Đầy đủ lực lượng rồi. Cô lâu quá rồi, cô chừng đợi. Không có lâu đâu. Cô nói tụi bây chậm
tôi ra tôi đưa tiễn vô tức tôi về xong rồi tôi vô tăng nữa. Vậy hả cô? Trời ơi, cô làm con mừng hộp cô. Rồi thôi bây giờ mình lên xe nha. Rồi ra xe My ơi. Rồi chúc mừng cô dâu chú rể nha. Bữa nay xui quá anh Dũng, không có, dạ. Không có cái dạ. Anh đó, nó không có được quá. Như ý muốn ha. Dạ. Quá cái gì nhà khác không à đó anh Dũng? Đi của trước đúng rồi. Nhưng mà anh cũng biểu diễn với nó rất là tuyệt vời anh Dũng ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Mình đi bộ ra. Rồi thôi à, anh Dũng nhí đi bộ với tụi em đi ra ngoài đường luôn. Anh ngã anh đậu ngoài kia rồi. Dạ. Đó bữa nay đi bộ đồng hành với anh Dũng nhí nha. Mọi người nhanh lên nè. Anh Dũng nhí anh cà hay lắm. Đó bây giờ là tim máu tím cùng với anh Dũng Nhí ha, đi ra ngoài lộ lớn. Tại vì cái đường này là đi ra ngoài kia phải nói khá là xa, cái đường này nhỏ nữa. Đó, trước nha, Quỳnh. Vậy trước Quỳnh. Dạ. Sao xách dép xách dại rồi? Trời ơi, nó hướng cho nước không rồi đây nè. Đường hết đi không được nè, phải đi không nè. Vậy hả? Ừ. Rồi chị Hà, chị Tư đâu? Đó đang lột dài kìa đó, mi chưa cao cẳng xách dài nữa nè. Trời ơi. Đi chân cao luôn hả? Ừ. Sao nãy đi sang lắm mà sao giờ đi hết sang nổi rồi? Bà tiên đi ra như bà điên. Bây giờ mình nhanh lên mình đi chung với nghệ sĩ nè. Bữa nay trời mưa. Cái này là cái này đi kiếm cổ thiệt nè. Đi kiếm rồi. Nay không có cô Út. Không có cô Út. Rồi. Không có cô nào hết, nay đi không mình. Đi không mình. Hôm nay cô Út không có đi theo rồi, quý vị. Mình thấy chưa? Má em chồng. Đâu? Rú cuồng chưa? Mình đi mang dài là hơn rồi. Có duyên chứ anh Dũng Nhí nè, sao có mình anh đi ra khúc luôn. Nhưng mà mưa vậy là cô dâu chú rể vì sao làm ăn tốt lắm phải không anh Dũng? Anh cũng không rành vụ này. Phong thủy. Anh Dũng cho. Nghệ sĩ là không bao giờ có tuổi đúng không anh Dũng Nhí? Không bao giờ có tuổi. Nghệ sĩ là trẻ mãi không già, trẻ trong lòng của khán giả. Có khán giả là nghệ sĩ không bao giờ già. Ừ, anh Minh nói chuyện hay anh Minh ơi. Thiệt mà, nghệ sĩ là không có tuổi. Có cái chọi chưa vô luôn. Trời coi em thấy không, nhiều người nghệ sĩ gạo cội không á, khi mà vô đòn hát là kêu bằng anh với chị không á. Đâu có kêu chú bác gì đâu, đúng không anh? Anh em trong nghề thôi. Anh em trong nghề không à, tôi không có dùng cái từ cái chú bác. Anh Dũng đi xe này hả? Tạm biệt. Dạ. Rồi bye bye anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe. Bye bye. Dạ. Rồi lên xe anh Dũng. Ủa, ai đằng kia sẽ giống chị Tư dữ vậy? Chị Tư ơi, xe đây nè. Xe đây mà. Chị đi đâu vậy? Em chào chị Nguyên nha. Ở đây có một người đẹp mặc áo đỏ chân dài. Chị Nguyên nha. Em chào chị Nguyên nha. Chào chị Nguyên. Sao nay chị đẹp gái gì chị? Nay sao chị đẹp? Chị giống cô gái gì à? Rồi cho xe qua luôn. Xe bay luôn nè. Xe con Dũng Nhí nha. Rồi đến đây thì rồi bye bye anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi đến đây thì Malamed Bình Dương xin phép là khép lại video này ha. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều.
bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm hết ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi, mình gọi đèn bắt ếch mà. Đây nè, có con ếch con nè. Lên xe luôn, lên xe luôn anh em ơi. Đó, cái này đúng xe rồi nè. Hồi nãy ông Thành Võ ông lên lộn xe này nè. Cái xe người ta dày nè. Rồi mọi người kiểm tra coi là người kế bên của mình có đúng hay không nha. Trời ơi coi anh Minh. Mời mấy cái người đẹp chân dài nha. Mấy cỡ con chết vậy đó. Sao bị đi chân không luôn rồi. Ê con lộn, con ngồi lộn xe rồi. Con ngồi phía trước mà. Ai lên trước đây, chị Tư lên đây. Rồi mọi người kiểm tra coi là kế bên mình đủ hay hay không nha. Mấy mèo ơi ông lên trước nè. Bật cái ghế này lên tiêm tiêm. Bật ghế này lên cưng. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Cái tay đó. Người đẹp mà ngồi chung với người xấu luôn nè. Thằng ấy kìa, thằng bo đẩy nè. Rồi ok. Rồi. Hưng vô trong đây. Đủ người chưa? Con ở đâu con? Coi đủ, coi người kế bên mình có đủ chưa? Sao ghế này trống vậy hả? Rồi con xuống đây ha. Rồi phải bắt chỗ luôn. Rồi chị Tư lên đây rồi. Chị vô. Rồi vô luôn. Lấy gì con? Lấy cái áo màu đen giùm cho Tư đi Hải ơi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Kiểm tra lại coi có hiếu ai không? Chị ngồi đủ hết là được. Rồi đủ rồi bác tài ơi. Vậy chứ còn rồi bây giờ là chuyến hành trình đi ăn cưới tại tại một cái đình đình Bình Trường ha, cũng đã hoàn thành đó. Một cái đám cưới là siêu đặc biệt luôn. Mấy giờ tiên? 8 giờ. Bây giờ là đúng 8 giờ ha, 8:01. Đầu dữ vậy bà tiên. Rồi bây giờ mình xin phép là xin chào tạm biệt tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị nha.